Nghi vấn cầu thủ Khương Quốc Tuấn trốn khỏi khu cách ly, từng đình đám thế nào? Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin về một người nghi là cựu cầu thủ Nam Định đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Móng Cái. Cựu cầu thủ Nam Định Khương Quốc Tuấn trốn khỏi khu cách ly. Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin về một người đàn ông trốn cách ly tại khu tập trung cách ly Móng Cái Quảng Ninh. Hầu hết cư dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi kém ý thức trong khi dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp như hiện nay. Bước đầu thông qua hình ảnh được camera ghi lại cho biết người trốn cách ly ở Quảng Ninh đó nghi là cựu cầu thủ Khương Quốc Tuấn, từng chơi cho Nam Định. Tuy vậy, trên giấy tờ và công văn gửi về địa phương thông báo về việc trốn cách ly, người đàn ông này lại có tên Bùi Tiến Hà. Theo ông Nguyễn Văn Sĩ, giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định cho biết, Khương Quốc Tuấn đá ở vị trí trung vệ cùng lứa với Phùng Văn Nhiên. Có thể Tuấn đã dùng tên giả là Bùi Tiến Hà đề xuất nhập cảnh trái phép. Không chỉ giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sĩ, sau khi hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều cổ động viên câu lạc bộ Nam Định cũng lên tiếng khẳng định rằng người đàn ông tên Hà trên thực ra là Khương Quốc Tuấn, cựu trung vệ của đội bóng Thành Nam. Theo thông tin của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, vào ngày 14 tháng 8, Bệnh viện số 1, thành phố Móng Cái đã tiếp nhận công dân mang tên Bùi Tiến Hà nhập cảnh trái phép do đồn biên phòng Bắc Sơn bàn giao. Khi nhập viện, công dân này có biểu hiện ho, sốt, tức ngực. Trong quá trình điều trị, theo dõi tại bệnh viện, Bùi Tiến Hà được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ nhất ngày 15 tháng 8 cho kết quả âm tính. Tuy nhiên vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8, người này đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Nhiều cổ động viên bày tỏ sự tức giận về hành động trên của nam thanh niên này. Được biết hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm người đàn ông có tên Bùi Tiến Hà, từng là hậu vệ có tài. Khương Quốc Tuấn từng chơi vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Nam Định hồi năm 2009 và từng giành chức vô địch U21 quốc gia. Năm 2011, cầu thủ này bất ngờ từ giã sân cỏ ở tuổi 28 để chuyển hướng làm ăn. Cựu cầu thủ Nam Định có biệt danh Tuấn chân to, Quốc Tuấn cùng lứa với những Mạnh Tú, Đức Dương, Ngọc Tú, Quang Huy, Trọng Lộc, Thanh Tùng, Ngọc Linh, Thanh Nguyên, Văn Toản, Văn Hiếu. Từng giành chức vô địch U21 quốc gia năm 2004 tại Pleiku. Trong số này, Tuấn không phải là sản phẩm ưu tú nhất, nhưng có một điểm chung giữa Tuấn và đồng đội cùng lứa là sau khi rời Thành Nam, gần như không một ai thành danh cả.